Sang qua Nam Hàn, bản tin cho biết là quốc gia này cho hay là những bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 không có nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Nam Hàn KCDC đã tiến hành nghiên cứu trên 285 bệnh nhân COVID-19 tái dương tính và phát hiện ra rằng những người này không có nguy cơ lây bệnh do mẫu virus thu thập được từ họ không thể nuôi cấy được. Điều đó cho thấy là các bệnh nhân này chỉ mang các phân tử virus đã chết hoặc là không có khả năng lây nhiễm. Các nghiên cứu đã được công bố trong ngày 18 tháng 5 là một dấu hiệu tích cực khi nhiều khu vực trên thế giới mở cửa trở lại sau khi dịch COVID-19 bùng phát khiến cho ít nhất là hơn 4.8 triệu người mắc bệnh trên toàn cầu. Kết quả nghiên cứu từ Nam Hàn cũng cho thấy là những bệnh nhân đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 không có nguy cơ lây lan virus khi các biện pháp cách ly vật lý được nới lỏng. Các nhà chức trách Nam Hàn cho biết là dựa theo kết quả nói trên, mọi người không yêu cầu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi quay trở lại trường học hoặc là nơi làm việc nữa nếu họ đã hồi phục và hoàn toàn thời gian cách ly. KCDC của Nam Hàn cho biết là trong một thông báo là theo các quy định mới không cần thêm các xét nghiệm đối với những trường hợp đã được xuất viện sau khi cách ly. Cơ quan này cũng cho biết là họ sẽ thay các cách gọi là các trường hợp tái dương tính bằng tên là các trường hợp tái phát hiện PCR sau khi kết thúc cách ly. Một số bệnh nhân mắc COVID-19 đã tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 82 ngày mắc bệnh. Gần như tất cả những người từng mắc COVID-19 trong các xét nghiệm máu đều có chứa kháng thể chống lại chủng virus này.